Hello Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie Bây giờ là tập 148 của tô mình Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Annie Và để theo dõi những video mới nhất nhé Bây giờ thì bắt đầu tập 148 Tà ác Tùy theo giọng nói của 13 gã đàn ông vang vọng ở trong địa cung trên người của bọn họ sương khói xám cuồn cuộn dâng lên sương khói lượn lờ vật che lấp ánh sáng cho họ giờ bây giờ sụp sôi tôi mình giơ lên tay phải vẩy một cái những sương khói va nhau va ra những tiếng nổ người tin ta sẽ được ách thương trời sau che chở tôi mình lạnh nhạt nói tay vùng lên sương khói va chạm kịch liệt lớn nhưng mà rất nhanh nó biến mất xương khói tản ra lộ ra mười ba gã đàn ông giống như xương khô trước mặt của tô mình thân thể của họ dù dạ bọc xương nhưng mà có cảm giác báo tố tồn tại bên trong cảm ơn lão tổ đã cho tân sinh mười ba ông lão biểu tình cuồng nhiệt trong mắt rực cháy lửa tím thay thế cho con người khiến cho đôi mắt của hắn biến thành màu tím màu tím không cứng ngắc ẩn chứa linh động của mỗi người nên có khi mười ba người nói xong thì thơi hơi hơi thở tăng thương còn sót lại trên người của tôi mình cũng hoàn toàn quay về đến năm tháng của nó ngọc già các người vẫn là ngọc già sự tồn tại của tô ta chỉ là các người biết vậy là được. các người hãy đi đi. ngọc nhu ở lại. tôi mình bình tĩnh nói tiến tới trước. tôi mình bực một bước đạp xuống đằng trước địa cùng chỗ đó có bậc thang đó là vật giống như tế đàn trên tế đàn có ghế đá to lớn. tôi mình đứng trước ghế đá lại xoay người chậm rãi ngồi xuống. khoảnh khắc hắn ngồi xuống cảm giác uy nghiêm tỏa ra từ người của hắn bao phủ lấy tám phương. Tô Minh ở trước mặt của đám người này tự xưng là Tô Ta. Nếu như là trước kia thì hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, 13 người này, bao gồm Ngọc Nhu, bọn họ đều là bị tăng thương còn sót lại trên người của Tô mình là thuật tin tưởng đó hoàn toàn biến họ thành sứ đồ. Tự nhiên là hai thần nhật nguyệt khiến cho người ta tin tưởng sẽ biến thành sứ đồ của bọn họ. Hiện tại, Tô mình cũng đã làm điều được tương tự. 13 ông lão lập tức cung kính và vâng giả, lại cúi đầu thụt lùi bọn họ sẽ xuất hiện ở ngọc gia sẽ oanh độc toàn tộc nhân của độc ngọc gia khi cho tộc nhân ngọc gia theo đó mà điên cuồng thậm chí là mang theo ngọc gia trong Hắc mặc tinh này mở ra một cuộc tranh giành thế lực mới có lẽ bọn họ vẫn là không thể nào trở thành gia tộc đứng đầu của hắc mặc tinh nhưng rất có thể sẽ không giống như bây giờ mà thành dẫn đầu phòng đấu giá cỡ trùng mười ba ông lão rời đi ngọc nhu lại cúi đầu yên lặng quỳ trước mặt của tô minh không nói lời nào xung quanh lại chìm trong tĩnh lặng tôi mình không lên tiếng hắn lại ngồi trên ghế đá nhìn ngọc nhu thời gian chậm rãi trôi ngọc nhu lại dần dần khó có thể bình tĩnh ngọn lửa tím trong mắt của cô rực cháy biểu tình xuất hiện mờ mịt và dãy rủa cho ta một lý do để không giết chết người giọng của dô minh tô minh đánh vỡ bình tĩnh nơi này vang vọng vậy tại sao đại nhân lại muốn giết chết ngọc nhu ngọc nhu ngẩng đầu khuôn mặt khiến cho người ta phải tim đập nhanh xinh đẹp khiến cho người ta phải nghẹt thở là tại vì ngọc nhu che giấu bí mật của thái bình hữu tượng hay sao Mặc dù là Ngọc Hàm lão tổ suy tính mấy vạn năm, nhưng dù sao lão không phải là một thần linh, cũng không phải là linh tiên, thậm chí không xứng là tiên linh, chỉ là một tu sĩ linh hậu mà thôi. Tu sĩ linh hậu như vậy, nếu có thể đoạt xá sứ đồ đại nhân, vậy thì ngươi không phải là sứ đồ. Chỉ cần ngươi là sứ đồ, vậy thì Ngọc Hàm lão tổ chắc chắn là sẽ thất bại. Ngọc Nhu nhẹ giọng nói, thanh âm rất là âm tài, nhẹ nhàng, vang ở trong địa cung. Không đủ. Tôi mình lắc đầu, Ngọc Nhu lại cắn môi dưới, im lặng một lúc sau sau rồi lại nói. Mặc dù Ngọc Hào Lão Tổ là tổ tiên của Ngọc Gia, nhưng Lão đã từng đoạt xá ta. Mặc dù là cuối cùng thất bại, nhưng mà Ngọc Nhu sẽ không quên. Ta muốn Lão chết và muốn khiến cho Lão đoạt xá thất bại bị sứ đồ đại nhân diệt sát. Thậm chí là Ngọc Nhu đã từng nghĩ, nếu như Lão Tổ thành công đoạt xá sứ đồ đại nhân, vậy thì ta có thể không cần phải sợ hãi như vậy. Tôi mình biểu tình bình tĩnh, lần này hắn không mở miệng, cũng là không lắc đầu, lại khép mắt, chờ Ngọc Nhu nói tiếp. Ngọc Nhu cúi đầu lần nữa im lặng Ta đã Sớm biết ngươi không phải là sứ đồ Qua một lúc sau Ngọc Nhu lại ngừng đầu Khuôn mặt lại khiến người ta say đắm lại nhìn Tô Minh Dù trên người của ngươi có hơi thở hai thần nhật nguyệt Dù rằng ngươi đi ra từ cửa của hai môn đạo thiên Nhật nguyệt đồng huy Nhưng ta biết Ngươi nuốt linh hồn của hai thần nhật nguyệt tồn tại trong cửa của hai môn đạo thiên Giây phút ngươi muốn nuốt họ Thì họ đã truyền âm cho ta Kêu ta rằng không tiếc trả giá sắp đặt tộc nhân của Ngọc Gia ngăn cản người cắn nuốt thậm chí nếu như lúc đó ta chọn nghe theo vậy thì khi ngươi đi ra giây phút người hấp thu thần thể của pho tự nhật nguyệt mười ba đã tổ ra tay người sợ là cũng sẽ không chịu nổi ngọc Như mặt mày hơi tái xanh trong mắt ngọn lửa tím bốc cháy tinh thần của cô nhanh chóng bị phủ lên ngọc Như không giống với mười ba ông lão dù rằng tu vi của họ cao sâu nhưng mà ở trong người không có lực lượng đối kháng thần thông kỳ lạ mới nãy của tô mình đó là áp chế đẳng cấp sinh mệnh nhưng ngọc nhu thì khác cô dù gì cũng là được hai thần nhật nguyệt chọn dù rằng không hợp yêu cầu đoạt xá của lão tổ ngọc gia nhưng khác biệt rõ ràng với tu vi bình thường tiên linh linh tiên linh hậu vậy cụ thể đó là chỉ về cái gì tô minh mở mắt đáy mắt sâu thẳm lại nhạt nói đó là một truyền thuyết cụ thể là thật hay giả thì bởi vì năm tháng xa xưa vậy nên chắc là không ai biết tới ngọc nhu do dự một chút lựa chọn nói ra tất cả những điều mà cô biết trong truyền thuyết Lúc trời và đất và không trời Cũng là không gian có hỗn độn Thì nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra Chúng được gọi là tiên linh Tiên linh sáng tạo ra sinh mệnh Nên có vạn tộc và có chúng sinh Chúng sinh tín nhiệm phụng tiên linh Trong năm tháng vô tận Trong số sinh vật tín phụng tiên linh Trong giá xuất hiện một ít sinh mệnh có thể chịu tải linh lực Bọn họ gọi là linh tiên Trước kia người nói là tiên của đạo tiên Cũng có người nói là tiên của trước sau Thời đại khác biệt hiểu nghĩa cũng khác nhưng dù chữ khác nhau thì ý nghĩa vẫn là như một ngọc nhu nói tới thì lại trượt dừng lại tiếp theo lại nói một tài kiếp không biết chúng sinh chết lại ngủ say dù là tiên linh hay là linh tiên là vì tín phụng mà trở thành là đều ở trong tài kiếp đó không thể nào tranh né tài kiếp lại kéo dài vạn tộc cũng là điều linh hoặc tứ tán hoặc là bị diệt tộc mãi mãi rồi đến chết đi tộc môn đạo của ta cũng chính là như vậy sau tai kiếp năm tháng đã dài đằng đắng không hề có tiền linh cũng là không có linh tiền nhưng nhóm người hình dung biến đổi không trời nhìn trời đất và ngôi sao cảm nhận được phép tắc và quy tắc lại kết hợp một ít thuật tu luyện còn sót lại trong những năm tháng chậm rãi sáng tạo ra một hệ thống mới một loại khiến cho bản thân viên mãn hệ thống khiến cho sinh mệnh đạt đến tầng cao mới các tộc khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau trong năm tháng người tu luyện lại hệ thống này là có nhóm người nổi bật được gọi là hậu linh đến bây giờ thì hậu linh rất hiếm thấy càng bị vô số tộc quần phân tán và sinh sản người tu hành được gọi là tu sĩ dựa theo xưng hô cổ xưa thì là tu sĩ linh hậu hai thần nhật nguyệt là linh tiên hơn nữa lại rất yếu ta thậm chí nghi ngờ bọn họ đang ngủ say giảm xuống là chỉ còn đẳng cấp hậu linh mà thôi ngọc nhu dịu giọng nói thanh âm quanh quẩn trong địa cung tôi mình biểu tình bình tĩnh chậm rãi nhấm nháp lời mà ngọc nhu đang nói lực âm nguyên đó là gì Tô Minh một lát, giọng lại lạnh nhạt vang lên. Tô Minh thốt ra câu này khiến cho Ngọc Nhu mặt mày trắng bệch. Cô không đáp, biểu tình cay đắng, lại dần dần cúi đầu. Trong ánh mắt của Tô mình Ngọc Nhu giơ lên hai tay từ từ bỏ đồ. Quần áo rơi xuống, lộ ra đồ lót, dán sát thân hình yêu kiều, cùng với khuôn mặt tuyệt trần của Ngọc Nhu. Hình ảnh này khiến cho người ta tim đập nhanh không thể nào từ chối. Lực âm nguyên là Ngọc Nhu ở trong cửa của hai môn đạo thiên. Từ chỗ người Thần đạt được một ít loại thần nguyên, nó sẽ chậm rãi trưởng thành trong cơ thể, khiến cho tu vi của ta trong năm tháng tăng cao đến mức tận cùng, khiến cho ta ở giữa đẳng cấp sinh linh của Minh Hậu. Sinh linh, Minh Hậu Linh và Linh Hậu có khả năng đột phá đến cảnh giới Hậu Linh. Tới khi đó, ta sẽ bị sứ mệnh kêu gọi, đến tất cả của mình hiến dâng cho Nguyệt Thần. Người có thể nuốt Nguyệt Thần ở cửa hai môn đạo thiên, vậy thì chắc chắn cũng có thể nuốt lực âm nguyên của ta. Ta có thể đưa nó cho người, chỉ cần người cho ta tự do, đừng có để ta tiếp tục thành một con rối của vận mệnh không thể nào tự mình quyết định. Ngọc Nhu ngẩng đầu, trong mắt lửa tím đốt cháy sắp thay thế toàn bộ trong mắt. Ngọc Nhu nhìn Tô Minh, khuôn mặt lại tái nhợt, từ từ đi hướng hắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không có một chút nào biến đổi, mãi đến khi Ngọc Nhu tới gần, đứng trước mặt của hắn. Tô Minh nhìn thân hình xinh đẹp, nhìn cô gái chậm rãi cúi người giống như là quỳ dưới chân của hắn. Tô Minh giơ lên tay phải, chạm vào làn da mềm mại búng ra sữa, xé qua đường cong nhấp nhô, hơi nơi đi qua, làn da của Ngọc Nhu bởi vì hồi hộp mà run rẩy. Mãi đến khi tay của Tô Minh sờ lên mặt của Ngọc Nhu, nâng cằm của cô lên, hắn lại từ từ tới gần gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và tim đập của đối phương người hàm toán tô ta bất kể là lý do gì trong sinh mệnh sẽ không lại xuất hiện hai chữ tự do Tô Minh nhẹ giọng nói lời của Tô Minh khiến cho người của ngọc nhu run rẩy vẻ mặt lại càng trắng bệch giống như tờ giấy cái người hiến dâng âm nguyên hiện nhiên sẽ là trở thành đàn bà của tô ta nhưng đó chỉ là âm nguyên làm bồi thường thì người vẫn còn chưa đủ để làm đàn, đàn bà của tô ta tôi mình ngẩng đầu môi lại nở một nụ cười sắc lạnh mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ có một loại yêu dị không thể tả đã có ai từng nói qua người cho ta cảm giác rất tà ác ngọc nhu cúi đầu lại khẽ nói tà ác ta thích từ này tôi mình đứng dậy tiến tới một bước biến mất ở trong địa cung chỉ để lại ngọc nhu mặc đồ đầu lót quỷ ở đó biểu tình phức tạp hết trường nghe về liệt sơn hắc Mạc tinh vào mùa này có rất nhiều mưa liên tục mấy ngày trời âm u hôm nay đổ mưa nước mưa chút xuống mặt đất khiến cho cả thế giới giống như là biến mông lung tôi mình ngồi xếp bằng ở trong một lâu cát ngọc già nhìn mưa đánh vào trong khung cửa sổ trước mặt hắn đặt một quyển sách do ngọc gia tổ thành bên kia khắc địa vị thế lực vị trí của mỗi một phòng đấu giá ở trong hắc mặc tinh rất lớn thậm chí ở trong quyển ngọc giản là còn có khu vực thần nguyên tinh hải phạm vi lớn nhìn thì lớn nhưng mà so với thần nguyên tinh hải thể tích thực mênh mông thì bạn đủ của tổng nhân ngọc gia nhiều năm gom góp chỉ là muối bỏ biển tôi minh cầm ngọc giản không xem ngay mà nhìn mưa ngoài cửa sổ mắt của hắn suy tư tượng có hai thể một là thể thực thái hai là huyễn hư bình xứng tượng là thực như môn đạo tri tôn phi linh tiên tri năng, chi năng lượng tượng tri hư tự cảnh huyễn chi tưởng có thể ước lượng tượng này ba giây trong đầu của tô minh vang vọng lời của lệ quỷ xứng tượng phát ra ở trong mật thất thực sự câu nói này hơi khó hiểu nhưng nghĩ kỹ cái gọi là tượng có hai thể nói thật và hư thật là bản thân của con voi to hư là mọi người thường nói đó là một cảnh tượng tượng là một mức độ nào đó không phải là sinh linh đó là một loại khí tượng một loại hoàn cảnh mắt tô minh lại trượt lóe vậy thì có thể lý giải ý nghĩa của câu thứ hai và ba Xung lượng đại tượng bản thân Giống như là xứng lượng vô thượng tôn giả Gia tộc của môn đạo Chỉ cần làm được điều này Thì người không phải là đẳng cấp sinh lệnh Sẽ là đạt đến linh tiền Câu thứ ba cũng có thể hiểu như vậy Chính là nói xứng cảnh tượng Ảo giác Nhưng câu cuối cùng Tượng này ba giây Vậy là có ý nghĩa gì Tôi mình trầm ngâm một lát, âm thầm lại lắc đầu, Trôn dấu thắc mắc dưới đáy lòng, liếc quyển ngọc giản, hắn cầm lên đọc. Bên cạnh tôi mình có một túi chữ vật, mỗi cách một lúc là tôi mình sẽ thò vào tay để lấy ra một khối linh thạch đặt lên trên ngọc giản tinh thạch lóe lạn lên vài cái rồi dưng nhập vào trong ngọc giản Quyện ngọc giản này rất kỳ lạ có lẽ vì năm tháng lâu rồi vậy cho nên mỗi lần là có người xem xét sẽ khiến cho nó bị tổn hại vậy cho nên mỗi lần đọc hở một chút là phải dùng tinh thạch để tẩm bổ nó mới được Ngọc Nhu đeo mặt nặng, mạng chè, khí chất khác với dĩ vãng, thậm chí là tu vi dao động cũng là rất yếu ớt, trông giống như là chỉ là sơ kỳ vị giới, không biểu lộ ra trung kỳ vị giới vốn có. Ngọc Nhu yên lặng quỳ bên cạnh Tô Minh, trong lòng lưu hương tỏa ra khói, có vẻ xuất trần. Trước mặt của Ngọc Nhu có một bình rượu đang đun, cô dùng bàn tay xanh sao cầm lấy, nhẹ đổ vào trong lưu rượu, đặt bên cạnh Tô Minh đang lật xem Ngọc Giản. Trong bộ dạng, dáng vẻ của Ngọc Nhu giống như là một thị nữ. Đó vốn là một hình ảnh rất đẹp mắt, khói nhẹ nhẹ, thị nữ tuyệt trần, ngoài cửa mưa rơi, tiếng dì rào vang trọng, vang vọng, nhưng mà ở trong hình ảnh này có ba chỗ không phối hợp. Hạc Trọc lông vẻ mặt bất mãn nằm sấp ở trên mặt đất, nó lăn lộn ăn vạ. <laughs> tinh thạch Người đã hứa với ta là sẽ cho ta tinh thạch Tinh thạch cơ mà Người Cái đồ quá đáng Người có nhiều tinh thạch như thế này cơ mà Chia cho ta một ít đi Đi mà cái tinh thạch của ta Người cứ giết ta đi cũng được Thì đó cũng là tinh thạch của ta Người đó Người còn bỏ tinh thạch vào trong kìa Ôi giời Là cối thứ 379 đấy Đây là tinh thạch đấy Là 379 khối tinh thạch sáng lấp lánh đó nha Hạ Trọng lông thấy lương mà hú hét, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, xem hắn tùy tiện đọc ngọc giản bỏ từng khối tinh thạch lên trên, hình ảnh này khiến cho nó phát rồ. Nhưng mà mặt nó chủ chéo, Tô mình phất lờ, chính Ngọc Nhu là cũng không thể nào để ý. Ngọc Nhu nhìn nước ở trong bình rượu đun sôi, vẻ mặt vẫn trang nhã, dường như là không nghe thấy thanh âm gì hết. Còn có một chỗ không thích hợp, đó là một con chó to mổ vàng. Nó nằm sấp ở đó không xa, vẻ mặt đối nghịch trừng Ngọc Nhu, đôi khi phát ra những tiếng gầm gừ uy hiếp, dường như là cô làm cho nó cảm giác bị uy nhiếp gián tiếp chết tiệt tại sao là có phụ nữ xinh đẹp giống như là tiểu chủ tử xoay bộ dạng tô mình thì rõ ràng là thừa nhận cô ta tồn tại rồi tuyệt đối không cho phép con chó mắt tròn xoe vắt óc suy nghĩ nếu như chủ nhân nhỏ của nó có mặt thì sẽ làm gì trong mắt của nó ủy hiếp và đối địch lại càng đậm đặc đêm cuối cùng không phối hợp đến từ ngọc trần hải ngọc trần hải ngây ngốc ngồi một bên ngọc giàn là do gã đưa cho tô mình. đôi khi ngọc trần hải lại liếc nhìn tô mình, nhưng đa số là lén nhìn ngọc nhu ngọc trần hải cứ cảm thấy cô gái này rất quen mắt nhưng mà không thể là nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là cô gái này dù đeo mạng che mặt, phủ lên trên nửa khuôn mặt khiến cho người ta mơ hồ không thấy rõ, nhưng mà vẫn tồn tại vẻ đẹp khiến cho tim người ta đập nhanh. Sắc đẹp này làm cho trái tim của Ngọc Trần Hải đập loạn nhịp. Không đúng, lấy tư vị của ta, không nên như vậy. Nhưng tại sao cô gái này lại khiến cho ta cảm thấy rất thân thiết? Chính là vì sự thân thiết này mới làm cho lòng của ta xúc động. Ngọc Trần Hải khó khăn lắm mới đè nén cảm giác này ở trong lòng, gã không dám nhìn thêm cô gái, sợ rằng sẽ khiến cho Tô Minh hiểu lầm, vậy cho nên dù Ngọc Trần Hải này rất muốn nhìn kỹ nhưng mà không thể nào kìm chế. Tôi tiện bối, còn ba ngày nữa là sẽ tới thời gian ta chủ trì hội đấu giá. Ngọc Trần Hải lại thấp giọng nói, thân phận của Tô Minh ở Ngọc gia đã thay đổi, đối với bên ngoài là khách hành nhưng mà bên trong ẩn tình thì là tộc nhân không biết. Ta biết. Tô Minh gật đầu, cầm tinh thạch đặt trên ngọc giản lại tiếp tục xem. Vậy, nếu như tiền bối có thời gian, chúng ta có nên đi hội đấu giá của người ta để làm quen một chút? Ngọc Trần Hải lại vội nói. Tôi mình nhắm mắt làm ngơ, không trả lời. Ngọc Trần Hải cười khổ, không biết nên nói gì hơn. Ngọc Trần Hải bản năng nhìn Ngọc Nhu, cô lại ngừng đầu liếc gá, không biết tại sao dưới mạng lại lộ ra một nụ cười khẽ. Nụ cười ở dưới mắt của Ngọc Trần Hải biến thành tinh thần rung động, khó có thể kiềm chế nỗi lòng, say đắm nhìn Ngọc Nhu. Trong ba điểm không phối hợp này thì không khí lầu các lại hơi lạ. Tôi mình vẫn nhìn Ngọc Giản, tay phải thò vào trong túi chữ vật vẫn lấy ra tinh thạch hắn đã xem hơn phân nửa còn lại một chút chuyện xảy ra ở hắc mặc tinh gần vạn năm nay tôi mình cầm tinh thạch định đặt lên trên ngọc giản thì tay phải lại chợt khựng lại tay phải khựng lại thì cùng lúc đó không khí gian phòng xuất hiện áp lực ngọc như phát hiện ra loại áp lực này khi trước hạc trọc Lông cũng ngẩn ra không lăn lộn ăn vạ nữa mà sừng sốt nhìn tô mình ngay cả con chó về mặt đối để cũng là đang chớp mắt nhìn hắn chỉ có ngọc trần hải là con chim đắm trong xì mê không thể nào toát ra do tộc liệt sơn Vạn năm trước trỗi dậy ở Hắc Mặc, lão tổ gia tộc là Liệt Sơn tu, lai lịch bí ẩn khó lường, tu vi lại càng thông thiên. Người này hùng tài đại lược, thời gian vạn năm khiến cho gia tộc ở Hắc Mặc tinh xếp vào trong phòng đấu giá trung đẳng. Tôi mình nhìn thấy trong Ngọc Giản ghi thấy câu này. Liệt Sơn tu về kiêu hùng, dù không biết lai lịch của người này, nhưng mà trời sao y ở chắc chắn là nổi danh và hiện hách. Tuy nhiên, vạn năm này nhiều lần điều tra, dù rằng là thần nguyên tinh hải hay là bốn trời sao ở bên ngoài, đều không có một chút nào manh mối của người này tôi mình biểu tình bình tĩnh nhưng mà ở trong lòng lại dậy lên sóng dữ trong sóng gió biến thành sấm sét gầm giống trong tâm trí của hắn bình tĩnh là giả dối thực giật mình đó mới là sự thật dù tôi mình có đoán một chút nhưng mà khi thực sự phát hiện ra thì ở trong lòng của hắn không thể bình tĩnh vì vậy tay phải chuẩn bị đặt tinh thạch xuống lại tạm dừng hơi thở ở trong người toàn ra một chút khiến cho lầu cát hóa thành áp lực vài giây sau áp lực ở trong lầu cát biến mất tôi mình bỏ tinh thạch vào trong ngọc giản lại đọc tiếp nửa tiếng sau tôi mình khép mắt liệt sơn tu ngọc trần hải người mới nãy nói muốn đi xem hội đấu giá của gia tộc khác tôi mình mở mắt quay đầu nhìn ngọc trần hải hắn lại nhíu mày biểu tình dần dần biến kỳ lạ ngọc trần hải ngây ngốc nhìn ngọc nhu trong mắt lại tràn đầy vẻ si mê bất cứ ai còn là cũng nhìn thấy rõ ngọc nhu biểu tình vẫn như bình thường dường như không để ý đến bị vãn bối nhìn say đắm tôi mình ho khan người của ngọc trần hải run rẩy lại giật mình tỉnh táo thấy tôi mình nhìn mình gã toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo mặt tái nhợt thậm chí là tưởng tượng đến hậu quả trong lòng khủng hoảng ngọc trần hải không biết gã bị làm sao cô gái này cười một cái đã khiến cho gã mất đi lý trí chỉ mà trong cảm giác khiến cho gã xì mê bây giờ ngọc trần hải tỉnh táo lại nghĩ mà sợ hãi gã sợ tôi mình khó chịu um, tiền bối um, ta ngọc trần hải thấp thỏm định giải thích gia tộc của liệt sơn tu liệu có hội đấu giá hay không tôi mình không để ngọc trần hải giải thích lạnh nhạt nói Um, gia tộc Liệt Xuân Tu là phòng đấu giá trung đẳng. Hội đấu giá nhỏ, mỗi cách 3 ngày là sẽ có một đợt. Ngày hôm nay cũng có. Ngọc Trần Hải vội vàng ngật đầu. Vậy thì đi, người dẫn đường, đi một chuyến đến phòng đấu giá của gia tộc Liệt Xuân Tu Tô, tô Minh đứng dậy khi nói chuyện đã đi tới cửa. Hạc trọc lồng chớp mắt Cùng mấy chó vàng nhìn nhau, vèo một tiếng cùng chạy theo sau Tô Minh. Ngọc Nhu cũng chẳng nhã đứng dậy, cất bình rượu, lắc lư đi theo sau phía phía sau của Tô Minh. Ngọc Trần Hải lại thầm thở thở phào cũng là vội đi theo. Gái nhìn thân hình nhấp nhô của Ngọc Nhu, bỗng nhớ đến mới nãy mình thực sự là mất lịch sự như vậy mà Tô Minh vẫn hình như là không thèm để ý, thị nữ không biết từ đâu chui ra lại hình như cũng là không quan tâm. Ngọc Trần Hải giống như nhập ma, trái tim đập nhanh, gã không dám nghĩ nhiều, đi theo sau Tô Minh ra khỏi phòng, đi hướng màn mưa. Hết chưa? Liệt Sơn Tu Hát mắc tinh vào mùa này nước mưa không lạnh, giọt nước rơi lất phất mang theo ấm áp nhưng mà rơi vào thân của người thì khó tránh khỏi bị quần áo dán vào da thịt làm cho người ta khó chịu trong màn mưa này có mấy cây dù giấy giống như là đóa hoa trong mưa nếu như từ trên trời nhìn xuống sẽ không thấy bóng người chỉ thấy lấp ló dưới chân cây dù chậm rãi đi trong mưa bước chân của con người tôi mình chắp tay sau lưng tóc dài màu xám bị gió mưa thổi bên cạnh hắn là ngọc nhu trang nhã cô bung dù đi sát bên tôi mình giống như là thực sự trở thành một thị nữ người hầu trong mưa gió tóc của tô minh xóa ra có vài lũ xẹt qua mạng che mặt của ngọc nhu giống như là hoa cùng mạng che, biến thành đồ án sau lưng của họ hạc chọc lông ngồi trên lưng của con chó mặc kệ nước mưa rơi ở trên người bộ dạng khinh thường không biết nó đang khinh bỉ ai con chó thì vẫn vẫn đang đối địch nhìn ngọc nhu đằng trước đi nhanh phía sau đi đến cuối cùng là ngọc trần hải đoàn người ra khỏi ngọc già lộ ra trước mặt của họ là trời đất mênh mông chỗ này khá hẻo lánh là chỗ tông tộc của gia tộc ngọc gia ở muốn đi phòng đấu giá thì chắc chắn là cần phải tới hắc thủy thành một chuyến nguyên hắc mặc tinh bị các gia tộc phân chia rất nhiều khu vực trong đó có liên hệ rắc rối và phức tạp tóm lại là có ba thành trì lớn nhất hắc hắc thủy mặc kỳ tinh phàm được gọi là ba gia tộc lớn nhất của hắc mặc tinh cai quản bởi vì ba thành trì này nổi danh, vậy cho nên bên trong này tụ tập các tụ sĩ hoặc là dị tộc ở thần nguyên tinh hải. bởi vì phân phối ích lợi, vậy cho nên các gia tộc là còn ở lại ở trong đó, giống như là thành trì mở đấu giá, nhưng là phải giao nộp một chút ít phí dụng. vậy cho nên một số hội đấu giá nhỏ thường mở ra ở trong ba thành trì, chỉ có một ít hội đấu giá cỡ lớn mới đưa thiệp mời tiến hành ở trong phòng đấu giá các loại gia tộc xây dựng ở những chỗ khác nhau. ví dụ như phòng đấu giá của gia tộc ngọc gia là một lòng chảo thiên nhiên to lớn cách hắc thủy tám ngàn dặm chỗ đó quanh năm đóng giữ cường giả dạ. trong tộc của ngọc gia quy mô lại cực kỳ xa hoa lộ rõ ra khí phái phòng đấu giá cỡ trung phòng thủ nghiêm ngặt liên kết với chỗ tông tộc của ngọc gia cư ngụ một khi đấu giá ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể tùy thời giải quyết từ chỗ đất tông tộc ngọc gia đi hắc thủy thành ước chừng vài dặm vài vạn dặm hình như là xa nhưng đối với tu sĩ thì lộ ra là lộ trình này không có gì là xa hết thậm chí nếu như không muốn bay thì có truyền tống trận trực tiếp đưa người hắc thủy thành đi vào tô mình là không lựa chọn truyền tống trận hắn thích nước mưa theo hắn thấy thì mưa là chất thật lúc trước tô mình không tới hắc mặc tinh đã lâu rồi mà không nhìn thấy đoàn người hóa thành từng cầu vồng chậm rãi đi ra trong màn mưa Mã nên ở trên mặt đất phía xa xuất hiện một tòa thành trì to lớn thoạt trông rất là kỳ lạ nó không có tường thành mà là hồ nước phạm vi rất lớn nước hồ tối đen to ra những tia khí lạnh khiến cho nước mưa rơi vào trong hồ chớp mắt trở thành trở thành những vụn băng, đập vào trong dòng nước dấy lên gợn sóng từng cầu đá xuyên qua hồ nước thường mỗi điểm giao nhau của mấy cây cầu đá có bình đài cỡ mấy vạn mét hoặc hơn trên bình đài có rất nhiều lầu cát và đại điện cửa hàng khắp nơi thậm chí là có những chỗ có 10 cầu đá giao nhau thì có một bình đài khổng lồ hơn 10 vạn mét điều lan ngọc trác nhiều vô số kể Chỗ này chính là Hắc Thủy Thành, dù nơi này mưa cũng là rơi, nhưng mà không thể nào che đậy được vẻ nhộn nhịp, khắp nơi đều là bóng dáng của tu sĩ. Thành trì này to lớn, đủ để chứa mấy trăm vạn cư sĩ, tu sĩ cư ngụ, có thể nói từ quy mô thành trì thấy được hồ nước mênh mông. Đó đâu phải là một hồ nước, lớn lên có thể gọi nó là một biển. Mỗi gia tộc Hắc Mặc Tinh lấy mặc thái tử Hoa, ba gia tộc này làm chủ. Họ là ba gia tộc mạnh nhất của Hắc Mặc Tinh cũng chỉ có thực lực như là gia tộc bọn họ mới có thể xây dựng được thành trì như vậy thậm chí là dị tộc thần nguyên tinh hải cũng rất là khách sáo với ba gia tộc này bao gồm thế lực chấn giữ của bốn chân giới đôi khi tối đây đều là đến viếng ba gia tộc nghe nói chỉ là nghe nói thôi thì là ba gia tộc này thậm chí là có thể là nêu lên điều kiện với bốn chân giới đưa tộc nhân rời khỏi thần nguyên phế địa đi bốn chân giới rèn luyện ngọc trần hải đi nhanh vài bước ở sau lưng của tô minh thấp giọng giải thích mọi người từ trên trời đáp xuống xuất hiện bên ngoài hắc thủy thành Hắc thủy thành này là từ thái từ xây dựng, lịch sử lâu đời, đặc biệt là hồ nước này có rất nhiều truyền thuyết, các loại ghi chép không thể nào tưởng tượng, khiến cho người ta khó có thể đoán ra thật giả. Nhưng có một truyền thuyết, Ngọc gia đã từng có người chính mắt nhìn thấy dưới đáy hồ này tồn tại một mãnh thú viễn cổ cực kỳ khủng bố. Con thú này nó có 9 cái đầu, mỗi một cái là cách vạn niên xuất hiện một lần, giống ra hai chữ Cửu Anh. Tô Minh con người cò rút, nghe Ngọc Trân Hải kể. Ánh mắt nhìn hồ nước hắc thủy thành phía xa Đi Đi phòng đấu giá của gia tộc liệt sơn tù Ở trong hắc thủy thành Tô Minh lạnh nhạt nói trước rồi đi trước Ngọc Như một đường im lặng Lại đi theo Tô Minh Bung rủ che cho hắn Bước lên một cây cầu đá khổng lồ Thành này không có thủ vệ Vòng quanh thành là rất nhiều lối đi vào cầu đá Có thể tùy ý tới và tùy tiện đi Chuyện không hề đề phòng như vậy chỉ có thể chứng minh Thái tử gia tộc này cai quản thành này đúng là một loại khống chế tất cả con chó thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn hồ nước mắt của nó lóe lên, lé lên tia kỳ lạ cẩn thận ngửi rồi lại tránh xa khỏi hồ hạc chọc lông là không thèm để ý tới hồ nước nó cúi đầu co rũi móng vuốt không biết đang tính toán gì tô minh đi trên cầu đá nhìn thằng trì này rất kỳ lạ trước mắt biểu tình thả lỏng ngọc như ở một bên lại yên lặng làm bạn hai người bước nhanh vào trong thành trì khiến cho rất nhiều tu sĩ dần dần chú ý khuôn mặt của ngọc Như dù có mạng che nhưng vẫn khiến cho tu sĩ xung quanh liếc nhìn Dường như Ngọc Như Đát trở thành thói quen bị người ta nhìn chằm chằm, không có vẻ gì là khó chịu, vẫn giống như là một thị nữ, hành động đó khi cho Tô Minh bị các tu sĩ nhìn chằm chằm. Nhưng mà thường là bọn họ nhìn một lúc rồi lại rời đi tầm mắt. Bộ dạng hiện tại của Tô Minh có thị nữ làm bạn, một con chó vàng và một con hạc chọc lông, cộng thêm Ngọc Trần Hải bộ dạng giống như sai vật, dù ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi một cảm giác công tử bột, thậm chí không cần phải suy tư liên đoán, chắc chắn là Tô Minh là tộc tử dòng chính của một gia tộc nào đó, lần này dẫn người đi hầu tới Hắc Mặc Tinh người như vậy bình thường là sẽ không ai chủ động trêu chọc ngọc trần hải là gia tộc ngọc gia gã rất là quen thuộc với hắc thủy thành ngọc trần hải là cũng cung kính hướng dẫn tụi mình đi trên từng cây cầu đá không lâu sau đã thấy một chỗ có sáu cây cầu đá giao nhau chỗ đó là có bình đài khổng lồ khoảng hơn ba vạn mét bên trên có một tòa kiến trúc hình trứng giống như là đứng thẳng trên mặt đất trong vòng tròn trôi nổi một thạch đài cũng là dựng thẳng đang lấy ánh sáng xung quanh có rất nhiều vật giống như là sợi tơ ảo ảnh lắc lư tứ phía nhưng mà những sợi tơ này giống như là giải rác nhưng quan sát kỹ liền nhìn thấy chúng nó hợp thành bốn chữ to hắc thủy thành chỗ này chính là phòng đấu giá của gia tộc liệt sơn tu ở hắc thủy thành nhưng kiến trúc này quả là như là kỳ lạ phòng đấu giá của gia tộc liệt sơn tu đều giống như vậy không đẹp bằng phòng đấu giá của ngọc gia ta ngọc trần hải lại nhỏ giọng nói tôi mình im lặng hắn nhìn kiến trúc vòng vòng to lớn biểu tình dần dần phức tạp Kiến trúc trong vòng quái lạ này là người ta nhìn thấy không có gì đẹp hết, nhưng mà Tô Minh lại nhìn kiến trúc to lớn này thì trong lòng đợt dậy sóng. Trên vòng ngọc Tô Minh trông thấy các chỗ lồi lõm, có rất nhiều ngôi sao răng ngang dọc, đó đâu phải là kiến trúc gì, rõ ràng là bản đồ man tộc. Chỗ hõm là lòng trảo, chỗ nhô là cao nguyên, chỗ ngang dọc là sơn mạch phập vòng, chỗ trống không phải là ở trong họng, vòng tròn, mà là tử hải. Vị trí thạch đài ở trên không trung đã từng là trung tâm của man tộc, là vị trí đại ngu vương triều, đó là bản đồ man tộc hoàn chỉnh kiến trúc chất chứa nỗi nhớ nhà của liệt xuân tu nhớ nhung này có lẽ liệt xuân tu không nghĩ ai hiểu được vậy cho nên mới đem nhớ nhung đặt vào trong kiến trúc của hắc thủy thành có lẽ liệt xuân tu chưa từng nghĩ tới sẽ có người thấy kiến trúc này hiểu được suy nghĩ của y tô minh nhìn lại ngơ ngác xem kiến trúc vòng tròn hình thành từng sợi tơ ảo ảnh đó là không nhiều không ít một ngàn sợi đó là sợi máu cho người của man tộc là vỡ lòng và là căn bản công pháp man tộc sợi máu tổ thành bốn chữ to theo tôi mình nhìn thấy đó không phải là cái gì thần thông thuật pháp đó là man văn của man tộc man văn này dùng ngàn sợi tơ máu tổ thành nhớ về quê nhà tôi mình lại thì thảo tôi mình từ kiến trúc vòng tròn nhìn ra nó chất chứa nhớ nhà hắn cảm nhận rất rõ ràng hắn yên lặng nhìn bên tai không nghe thấy gì nữa thế giới trước mắt mơ hồ chỉ còn kiến trúc vòng vòng trở thành duy nhất đất man tộc lúc ở đất man thần đời thứ hai thì trên năm sảy bảy vào lúc man thần đời thứ nhất, đó là một chỉnh thể. tao vốn tưởng rằng nó là một khối lục địa khổng lồ, nhưng ngày hôm nay trông thấy, đó mới là đất man tộc lúc man thần đời thứ nhất ở. dù sao nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng tao vẫn là có thể có nhìn thấy nó ra một chút dấu vết. đây là kiểu phong, đây là ô sơn. tụi mình đã khẽ thở dài. đi thôi, vào trong đó. tôi mình nhẹ giọng nói, dẫn đầu đi tới. Mọi người đi vào, lập tức có mấy tu sĩ ra khỏi phòng đấu giá, bây giờ đã bắt đầu phòng đấu giá, theo không có tín vật đặc biệt thì không thể nào vào trong. Nhưng Ngọc Trần Hải là một tộc nhân của Ngọc gia, có thể dẫn Tô Minh tới đây thì tất nhiên là có cách. Ngọc Trần Hải lấy ra một khối lệnh bài, lập tức mấy tu sĩ lặng im nhường đường, bên trong, bên trong truyền ra một tiếng cười sang sảng. <cười> thì ra là Trần Hải huynh đã tới, mời vào, mời vào. Cùng với tiếng cười là một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ xuất hiện gã đàn ông này trông là khoảng hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to, rất là thô kệch, so với tu sĩ dáng vóc thon dài thì gã đặc biệt là cờ bắp. Hết trường. Đấu giá nổi mưa gió. Khang Kiều huynh, Ngọc ta lại tới cuối giày, trên đường có một chút chuyện nên tới chậm, hy vọng Khang Kiều huynh đừng để bụng. Ngọc Trần Hải lại cười ha hả, chắp tay đi hướng gã đàn ông. <laughs> không sao không sao, Trần Hải huynh có thể đến chỗ này với thị tệ xá sáng hẳn lên. Vậy vị này là? người đàn ông cười rất hào sảng nhìn giống như thô kịch nhưng thực sự là tâm cẩn thận như là kim trầm chuyện đề tài nhìn hướng tổ mình nhìn thấy tổ mình gã biểu tình giống như bình thường nhưng lòng thầm cảnh giác từ vị trí của đám tổ mình thì gã lập tức đoán ra những những người của gia tộc ngọc gia này rõ ràng là lấy hắn dẫn đầu ngọc nhu che mặt đứng bên cạnh tổ mình lại càng khiến cho gã đàn ông tò mò thân phận của tổ mình vì tiền bối này là khách khanh của ngọc gia khang kiểu huynh cũng là có thể biết mấy ngày qua Ngọc Giang lần đầu tiên chủ trì đấu giá của gia tộc vậy cho nên cùng với tôi tiền bối tới nơi này quan sát một chút nếu như con vật phẩm nào đó thấy vừa mắt vậy thì xin khang cửu huynh xin giúp đỡ Ngọc Trần Hải lại cười nói <cười> không ngờ là khách khanh của Ngọc Giang vẫn bối là liệt sơn khang cửu bái kiến tôi tiền bối gã đàn ông lại lập tức nghiêm nội nghiêm đổi sắc mặt lại lùi hai bước chắp tay cúi đầu hướng tổ mình biểu tình chân thành Tôi mình nhìn gã đàn ông trước mắt, thân hình thì vạm vỡ của gã có lẽ ở trong mắt của người khác rất là không phối hợp, nhưng tôi mình nhìn qua nhìn lại lại cảm thấy quen thuộc, đó là thân hình của người man tộc, đó đó là thô giá và có huyết mạch của man tộc. Vượt qua man hồn cảnh, tôi mình liếc mắt lên nhận ra tu vi của gã đàn ông này là trung kỳ vị giới, nhưng tuyệt đối không phải là công pháp của tu sĩ mà là thuật man tộc tràn ngập cảm giác khí huyết bằng bạc. Tôi mình thậm chí là từ người của gã đàn ông này cảm thấy hơn 900 sợi máu ẩn giấu còn có man văn ẩn nhưng mà người ngoài không nhìn thấy ở trong mắt của hắn thì tất cả của gã đàn ông này quá rõ ràng lấy lửa làm man văn tô minh lại thu lại tầm mắt lại thầm nhủ dù rằng tô minh không lên tiếng nhưng mà mới nay ánh mắt nhìn sáng khiến chân liệt sơn khang cửu tinh thần chấn động mãnh liệt khiến cho biến đổi sắc mặt trong mắt của gã có kinh hoàng lúc nãy tô minh nhìn chăm chăm khiến cho liệt sơn khang cửu có cảm giác toàn thân bị lột sạch từ trong ra ngoài tất cả bí ẩn đều là bị đối phương phát hiện điều này chưa khiến cho liệt sơn khang cựu sợ nhất khiến cho gá không dám tin đó là ánh mắt mà tô minh làm cho sợi máu của gá không thể nào khống chế muốn vươn ra khỏi người còn có màn văn bị liệt sơn khang cựu che giấu là có dấu hiệu muốn lộ ra ngoài càng vì ánh mắt của tô minh liệt sơn khang cựu có cảm giác ngừng thở người quán trở nên run rẩy có một loại huyết mạch sôi trào muốn đi bái lại hắn là cảm giác mãnh liệt này thì cả đời gá chỉ cảm thấy đúng một lần bây giờ là lần thứ hai lần đầu tiên có cảm giác như vậy là năm đó liệt sơn khang cựu nhìn thấy lão tổ bị lão tổ nước mắt nhìn thì tinh thần rung động Người rất tốt Tô Minh lại bình tĩnh nói Tô Minh không cố ý làm gì nhưng mà lời nói tự nhiên hình thành uy nghiêm và tăng thương Giống như là trưởng bối thấy vãn bối có thành tựu Với thì giọng nói nói giọng điệu như vậy Hắn dù sao vẫn là man thần Là thần linh của toàn man tộc Liệt Sơn Khang cựu bạn đang cúi đầu Biểu tình không tự chủ được lộ ra vẻ cung kính Nhưng hắn đã rất nhanh phản ứng lại Lòng chấn động mãnh liệt không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Minh Đi thôi Xem phòng đấu giá đời thứ nhất Tô Minh lại mỉm cười, rất là vui vẻ đi tới phía trước. Tô Minh nói câu đời thứ nhất, dù là Ngọc Trần Hải, Liệt Sơn Khang Cửu đều là không nghe hiểu, nhưng mà bản năng đi theo sau hắn, đặc biệt là Liệt Sơn Khang Cửu, cái nhìn Tô Minh rất là khủng khiếp, một kính sợ, một đường khách sáo chỉ dẫn phương hướng. Phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tô có đại sảnh vòng tròn, ở đây cũng có các phòng riêng của mỗi đại gia tộc, chỗ này của các phòng, đây đây là của Ngọc gia. Không sợ, lâu sau Liệt Sơn Khang Cửu dẫn đám Tô Minh đi tới một loạt căn phòng, lại cung kính nói: tôi mình là không nhìn các căn phòng của ngọc già mà nhìn hướng khác phía xa hãy đổi tới đó liệt sơn khang kiệu nhìn theo ánh mắt của tôi mình biểu tình lộ ra vẻ khó xử à, tôi tiền bối chỗ đó là phòng gia tộc liệt sơn tu ta không có mở ra bên ngoài cái này có thể không tôi mình ngoái đầu lạnh lùng liếc liệt sơn khang kiệu liệt sơn khang kiệu bạn đang cúi đầu lại im lặng không nói lâu sau lại cười khổ gật đầu trong lòng của liệt sơn khang cửu dao động rất mãnh liệt bởi vì gã phát hiện khi tô minh hỏi bốn chữ này có thể không thì gã lại có cảm giác không thể nào từ chối dường như là áp chế đến từ huyết mạch thậm chí là linh hồn khiến cho gã ở trước mặt của hắn không thể thoải mái tự nhiên giống như là dĩ vãng đó là một loại cẩn trọng và uy nghiêm không liên quan gì tới tu vi bởi vì liệt sơn khang cửu là một số người phụ trách phòng đấu giá này của gia tộc gã đã từng đi tiếp đãi lão quái kiếp dương dù rằng có căng thẳng một chút nhưng mà không giống cái loại hoàn toàn bị áp chế sâu ở trong lòng trong huyết mạch trong linh hồn của liệt sơn khang cửu bản năng của hắn là muốn nghe theo không thể nào chống đối H hắn hắn ta là ai vậy đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng của liệt sơn khang cửu sau khi liệt sơn khang cửu gật đầu nhìn tô minh thì hắn đi hướng căn phòng hắn lựa chọn ngọc trần hải vội vàng tiến tới đẩy cửa đó là một căn phòng rất lớn trang trí tuy đơn giản nhưng mà có một loại đại khí đặc biệt là vách tường trong phòng hư ảo có thể thấy ở bên ngoài tiếng người ồn ào có đại sảnh ngàn người chính giữa là một bình đài bên trên có một tu sĩ khoảng 40 tuổi cười tủm tỉm giới thiệu vật đấu giá tiếp theo cho mọi người tô mình đứng ở bên dưới tường ảo nhìn bên ngoài náo nhiệt lặng im lại không nói lý do tô mình chọn gian phòng này là bởi vì lúc trước hắn ở bên ngoài kiến trúc vòng tròn ở trong bản đồ của man tộc thì chỗ này chính là vị trí của cửu phong liệt sơn khang kiểu e ngại liếc bóng lưng của tô minh chắp tay với ngọc trần hại rời đi sau khi liệt sơn khang kiểu rời đi biểu tình lập tức biến đổi nhanh chóng chạy tới chỗ của tộc nhân gia tộc liệt sơn tu ở Thanh niên hộ tô này coi như là quái gì Phải mau chóng báo chuyện này lên trên tông tộc Người này sâu không thể lường Không ngờ lại suýt làm thân phận man tộc của ta bị lộ Sau khi Lê Sơn Khang Cựu rời đi Trong gian phòng tô minh ở Ngọc Trần Hải cung kính đứng một bên Ánh mắt nhìn hắn lại càng tăng sự kính sợ Ngọc Trần Hải đương nhiên là nhìn thấy Lê Sơn Khang Cựu biến đổi Tất cả là đều do tô minh ảnh hưởng Khiến cho Ngọc Trần Hải nổi lên nhiều suy đoán Ngọc Nhu vẫn là bộ dạng trang nhã, đứng bên cạnh Tô Minh nhìn phòng đấu giá náo nhiệt, không hề nói tiếng nào hạc trong lông thì nó hoàn toàn phớt lờ đám tô mình nó nhìn chằm chằm vào con chó vàng bộ dạng lại hứng thú và giạt rào sau khi con chó vàng đi vào trong phòng thì lắc mạnh người nước văng ra khắp nơi không biết tại sao hạc trong lông lại bắt gặp thì cảm thấy rất là ủy vũ chờ con chó này lắc người xong người hạc trong lông biến thành bộ dạng của con chó đen cũng là bắt trước lắc lắc người trong phòng đấu giá sau khi tiến hành đến một nửa không khí đang sụp rồi mấy ngàn người tuy là không nhiều chỉ là đấu giá loại nhỏ nhưng mà hình như gần giống như là biển người ta không có nói nhiều nữa các vị đạo hiếu, vật đấu giá này là ba khối thương tùng mộc, giá thấp nhất là 10 vạn linh thạch. Trên bình đài phòng đấu giá, người đàn ông trung niên mỉm cười vung tay áo, lập tức không khí sau lưng vặn vẹo, bên trong đi ra ba cô gái. Ba cô gái này khá xinh đẹp, mỗi người nâng lên một cái khay màu lam, bên trên đặt ba khối gỗ màu trắng thô to cỡ ngón tay. Từng đợt hơi thở tang thương phát ra từ ba khúc gỗ, rất đậm đặc nhưng mà không có một chút nào cảm giác mục nát, ngược lại lại tồn tại sức sống bồng bột. 13 vạn 17 vạn 20 vạn lão phụ nhất định là phải được phải có được ba khúc thương phụng thương tùng mộc này chưa chắc thương tùng mộc có thể khiến cho khuôn mặt đàn bà không già 300 năm loại báu vật này hứa ta đã có chỗ cần dùng giá 30 vạn tiếng đấu giá lại liên tiếp chỉ có phòng đấu giá của gia tộc liệt sơn tu mới có thể lấy ra thương tùng mộc ở trong hội đấu giá loại nhỏ gần như thương tùng mộc này ở trong đoàn hắc mặc tình là có phân hơn phân nửa đấu giá ở gia tộc liệt sơn Tù ngọc trần Hài lại ở một bên khẽ nói Vậy khúc gỗ này nó có tác dụng gì? Tôi mình lạnh lùng nói. Ừ, tôn tiền bối. tôi tiền bối, khúc gỗ này là không có công dụng gì đặc biệt. Chỉ là khiến cho khuôn mặt của con gái đẹp đẽ hơn. Ngọc Trần Hải lại vội đáp. Thương tục mộc này tầm bộ dung nhan, luyện hóa và hấp thu lực lực của năm tháng bên trong nó. Dung nhập vào trong pháp khí tầm bộ linh hồn, dung vào người, khiến cho thân hình ra rào sức sống. Nhưng mà nó không có tác dụng gì để trị thương. Nếu có rất nhiều thương tục mộc thì có thể luyện chế ra túc độc độc này khiến cho người ta già đi và không thể nào giải giải được ngọc nhu bình tĩnh nói ngọc nhu thốt lời khiến cho ngọc trần hải ngẩn ra gã chưa từng nghe nói thương tùng mộc có tác dụng như vậy về túc độc thì gã đã có từng nghe nói đó là một loại độc tố cực kỳ khủng khiếp nhưng mà không ngờ là luyện hóa ra từ thương tùng mộc trong khi ngọc nhu thốt lời thì ba khúc thương tùng mộc này đã bị người ta dùng giá cao mua đi trong phòng đấu giá tổng nhân của liệt sơn tu chủ trì lần đấu giá này lên tiếng thiên địa có kỳ có thể sinh dị vật lần này hội đấu giá của gia tộc liệt sơn tu ta được một người bí ẩn ủy thác xem một phần đấu giá ở trong thần nguyên tinh hải khu vực gần như là không có tu sĩ nào có thể xâm nhập tồn tại một dị vật ở trong thiên địa độc nhất vô nhị vật này vốn không nên đấu giá tại đây mà là nên xuất hiện ở hội đấu giá cỡ lớn của gia tộc liệt sơn tu ta nhưng mà người bí ẩn này sốt ruột vậy cho nên mới xuất hiện tại đây ta không nói nhiều vật này giá thấp nhất là một trăm vạn tinh thạch khi tiếng nói vang vọng trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, chỉ thấy sau lưng của gia tộc lê Sơn Tu chỉ chủ trì đấu giá, có một ông lão bước ra từ trong không khí. Ông lão xương khớp rất là thô to, lão đi ra khỏi mặt đất giống như chấn động. Ông lão mặt mày không biểu tính, không biểu tình, xuất hiện rồi vung lên tay áo, phút chốc, trước người của lão xuất hiện một pho tượng cao 3 mét. Pho tượng này có hai cái đầu, một khóc một cười, không thể tàn phá, trông rất cổ xưa. Ở trên mặt là không hề có sức sống, hiển nhiên là một vật chết, xem bộ dạng dường như là ở giữa hư ảo và chân thật. Nó rất mơ hồ. Tụi mình còn người cỏ rút. Hết trường. Hết tập 148. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 149 của tô mình.